Chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video về lấy vật phẩm tiếp theo trong cái sự kiện Star Wars. Thì vật phẩm lần này nó có tên là Dio và hình như nó là một con robot ha. Để lấy được vật phẩm này các bạn cũng phải vào cái tựa game có tên là Prologue Creator Challenge. Mình sẽ để cái link game bên dưới phần mô tả. Sự kiện này thì quá quen thuộc rồi, hôm nay nó vừa ra một vật phẩm mới. Và nếu các bạn muốn hoàn thành, các bạn cũng sẽ vào cái game này. Ok chưa? Và các bạn hoàn thành cái chuỗi câu hỏi của bài học thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bài học này có tên á, là Color and Texture. Nếu các bạn là một người mà yêu thích thể loại làm game á, các bạn có thể bấm vào đây ha. Nó sẽ cho chúng ta tới một cái developer nè, học những cái bước làm game và đây chính là những kiến thức mà các bạn cần phải nắm được để các bạn có thể trả lời đúng câu hỏi. Nhưng mà thiệt ra mình nghĩ không ai coi đâu, đúng không? Bây giờ mình sẽ vô game nha các bạn. Thì sau khi vô game các bạn sẽ tới cái mục là Win Grind này và bạn click vào To Interact ha. Thì nó sẽ đưa các bạn tới một hệ thống câu hỏi. Bây giờ mình biết là cái bài học thứ tư mình chưa hoàn thành ha. Và các bạn phải hoàn thành theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4 rồi mới tới 5. Đây là bài học thứ 5 nè. Mình sẽ hoàn thành nhanh cái bài học thứ tư nhé. Adding New Model. Rồi ok, mình vừa hoàn thành cái bài học thứ tư và mình nhận được cái nón thì phải. Đúng rồi, hình như là cái nón các bạn. Bây giờ mình sẽ tới với nhiệm vụ thứ năm nha. Nhiệm vụ Color and Texture. Thì nói lại cho bạn nào chưa biết, trong đây nó sẽ có một số câu hỏi. Các bạn chỉ cần trả lời hoàn thành được 3 câu hỏi trong hệ thống câu hỏi của nó. Không cần phải trả lời đúng hết. Tại vì nếu bạn trả lời sai thì nó sẽ cho bạn một câu hỏi tiếp theo thôi. Rất là đơn giản. Thì nếu bạn nào mà có câu hỏi giống mình, các bạn cứ chọn đáp án như mình ha, cho nó nhanh các bạn. Thì câu hỏi có tên là để thay đổi được texture của một cái đối tượng 3D thì bạn on up a bow đi. Mình thường thường mấy câu AB đúng, nó hay đúng lắm các bạn. Chính xác hen. Trong cái grid picker part, cái phần nào có thể change the texture, thay đổi texture ha, thì là texture ID các bạn. Đó, lại chính xác rồi. Cái này bạn nào làm game thì nó khá là dễ. Một cái grid picker có thể sử dụng một texture cho tất cả các part đúng hay sai, câu này là sai nhá. Nếu các part đó có 4 mặt hoặc 5 mặt, các bạn có thể sử dụng 5 texture cho từng mặt luôn. Sơ sơ như vậy thôi. Ok, submit, đã correct. Rất đơn giản đúng không? Mình nhận được một vật phẩm đó các bạn. Một con robot mình nghĩ là Gear đó. Gear hay là một cái con bé trên vai ha. Rồi ok, chúc các bạn thành công.